Hiện tại thì em đang có mặt trong căn hộ một phòng ngủ tại tòa X1 trong khu nội của dự án Sunrise City. Còn bây giờ thì xin mọi người hãy cùng em đi tham quan hết cái căn hộ một phòng ngủ này nha. Thì bước vào cũng là cái cửa chính trong cái căn hộ của mình nè. Và liền kề với cánh cửa đây, mọi người có thể thấy cái tủ quần áo, tủ giày dép. Đây cả tủ giày dép và liền kề luôn. Thì em không biết cái tủ gì nha, để em mở cho mọi người xem. À, đây ạ. Ở trong cái phòng này thì là cái gian phòng giặt đồ, gồm có máy giặt nè, cũng như là có cả luôn là máy sấy nè, cùng không gian phơi trên đây. Cho nên là quý khách sẽ không phải lo cái việc là mình giặt xong hay là có ánh nắng như thế nào, bởi vì nó cũng đã sấy cho quần áo mình khô rồi. Đây, còn bước vào cái khu vực này là khu vực bàn ăn nè, cũng trang bị là một cái bàn và có một cái ghế. Ở trên đèn trần cũng là tạo điểm nhấn ha. Quay trở lại trong khu vực phòng bếp ở căn hộ một phòng ngủ này thì mọi người có thể thấy cái thiết kế ở đây là không gian bếp mở ha, và mình cũng có thể thấy được là đây là lò vi sóng, cũng như là trên đây cái hệ thống bếp ga âm tường, quạt hút mùi. Và cũng như những căn hộ khác thì phía trên đầu mình nó sẽ được đặt trang bị những cái cánh cửa tủ đây để mình đặt, để mình dùng được những cái vật dụng cần thiết, cũng như là sàn rửa. Và ở dưới cũng là những cái kệ tủ. Tất nhiên là trong khu vực phòng bếp thì sẽ không thiếu cái tủ lạnh của chúng ta LG ha. Đây 315 lít lận đó. Đây. Còn bây giờ thì mình cùng đi xem trong phòng tắm của căn hộ này có cái gì ha. Thì trong phòng tắm của chúng ta cũng có trang bị bên trong nè. Đây, cách biệt riêng ha, là hai lớp kính, bộ tắm đứng, cũng trang bị là cái hệ thống vòi nóng lạnh cao cấp. Và cái em thấy rất là điều đặc biệt nè, mọi người có thấy nhãn hiệu gì không? American Standard, đó là một cái nhãn hiệu mà nổi tiếng và có chất lượng từ rất lâu rồi. Và đây là cái sàn lavabo ha, kính nè, đó để mình đựng những cái vật dụng cho nhà tắm. Đây, đó là xong không gian nhà tắm rồi. Còn bây giờ thì mình xin mọi người cùng tham quan khu vực phòng ngủ nha. Hiện tại thì mình đang ở trong phòng ngủ của cái căn hộ này. Thì phía trên em là có cái máy lạnh nè. Còn bên đây là những cái kệ tủ ha, để mình dựng những cái vật dụng cá nhân. Còn bên đây, đi qua tới bên đây là tủ quần áo à, với bốn cánh cửa chính và những cái trên là cái cánh cửa phụ. Thì em mở ra cho mọi người xem. Đó, quá nó có thiết kế sẵn luôn cái lắp được cái đèn thông minh nè, là mở cửa ra nó tự động mở đèn luôn, mình không có phải vất vả tìm đồ trong bóng tối. Đây, wow, dễ thương quá mọi người. Rồi đối diện với lại tủ quần áo đây, mình cái giường ha, khá êm đó. Còn ở trên phía đầu giường thì cũng sẽ có hai cái kệ tủ đầu giường nè, nhưng mà ở phía bên kia thì còn có trang bị thêm cái đèn ngủ, rất là chu đáo. Đây, đây là cái view phòng ngủ của chúng ta. Thì quý khách có thể nhìn sơ qua thì cũng là nhìn được là cái view ở trong phòng ngủ này á, nó giống như là cái view ở ngoài ban công phòng khách khi nãy. Đó, mọi người có thể tham quan. Đây, còn phía trước mặt em là những cái kệ tủ ha. Đó, trang bị những kệ tủ rất là tuy đơn giản nhưng mà rất tạo điểm nhấn cho căn phòng của mình nhiều lắm. Cái cây này là cái cây gì ha mọi người? Em cũng quên tên rồi á, nhưng mà theo em được biết á thì công dụng cái cây này là nó làm không khí cho gia đình, cho nên là được trồng ở đây. Đó, cũng là tạo điểm nhấn cho cái căn hộ của mình. Còn phía trên đây là khu vực không gian phòng khách nè. Đây, một cái ghế dài và cũng như một cái ghế đơn màu nâu rất là nhã nhặn ha. Và đằng trước mặt của em đây là toàn bộ view nè. Đó, đây ở từ cái khoảng không này mình nhìn ra đó, là nhìn được rất là xa toàn bộ Sài Gòn. Còn ở phía những cái ngôi nhà cam cam kia là cái dãy biệt thự, người ta hay gọi là biệt thự nhà phố Him Lam ạ. Đó, mà ngày mình ngồi ở đây mình còn có thể nhìn thấy được một vài con sông đó quý vị. Cái kệ tủ này trong cái phòng khách của chúng ta nè,
mọi người có thể thấy không, rất là xinh ha, vừa để những cái vật dụng mà mình cần á mà cũng vừa là để trang trí, xinh, rất là xinh nè. Còn bên đây thì cũng là có cái tivi cỡ lớn, kệ tủ dài và phía trên của em nữa, đó cũng là những cái ngăn tủ rất là dễ thương. Vừa rồi thì quý khách cũng đã tham quan xong căn hộ một phòng ngủ cùng với em, thì cho em xin được nhắc lại nha, căn hộ của mình á nằm trong tòa X1 ở khu nọt ở trong dự án Sunrise City, và tính tới thời điểm hiện tại thì với giá thuê căn hộ một phòng ngủ này là trên 12 triệu, còn giá bán là trên 2.5 tỷ đồng. Vậy như nếu quý khách có thắc mắc về giá cả nè, cũng như là diện tích nè, cũng như là hướng nè, cũng như là view, thì đừng ngần ngại mà hãy gọi điện cho hotline của công ty BNC chúng em nha. Công ty của chúng em luôn luôn phục vụ quý khách 24/24. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.